đến với chương trình Điểm hẹn sức khỏe được phát sóng trực tiếp trên fanpage Bệnh viện Quốc tế Phương Châu. Chương trình được thực hiện nhằm cung cấp những thông tin sức khỏe chính thống từ các chuyên gia y tế đến từ Bệnh viện Quốc tế Phương Châu, với mong muốn là cầu nối giải đáp mọi thắc mắc liên quan tới sức khỏe cộng đồng một cách nhanh chóng, hiệu quả và kịp thời. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, theo thống kê của Bộ Y tế, năm 2023, trên Việt Nam có khoảng 7 triệu người mắc căn bệnh đái tháo đường. Trong đó thì có hơn 55% bệnh nhân đã có những cái biến chứng kèm theo. Và đái tháo đường thai kỳ là một biến chứng thai kỳ nguy hiểm và có ảnh hưởng đến mẹ và thai nhi. Như vậy thì đái tháo đường thai kỳ là gì và nó có ảnh hưởng như thế nào đến mẹ và bé, và chúng ta có thể tầm soát được cái căn bệnh đái tháo đường thai kỳ này hay không, và riêng đối với những thai phụ chẳng may mắc đái tháo đường thai kỳ thì có thể làm như thế nào để có thể sống có thể khỏe mạnh và có một cái thai kỳ an toàn. Tất cả những câu hỏi trên thì sẽ được các bác sĩ chuyên gia sản khoa giải đáp trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Và đến với chương trình của chúng ta ngày hôm nay thì Hoàng Nhi rất là hân hạnh được giới thiệu sự góp mặt của hai bác sĩ chuyên gia sản khoa của Bệnh viện Quốc tế Phương Châu. Xin được trân trọng giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Duy Linh, giám đốc chuyên môn Tập đoàn Y tế Phương Châu. Em chào bác Linh ạ. Và xin được hân hạnh giới thiệu bác sĩ Đỗ Thị Diễm Kiều, bác sĩ khoa cấp cứu sản phòng sanh Bệnh viện Quốc tế Phương Châu. Em xin chào bác Kiều ạ. Dạ, xin được cảm ơn bác Duy Linh và bác Kiều đã dành thời gian đến tham gia chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Và Hoàng Nhi xin tin chắc rằng chương trình của chúng ta ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị khán giả thật nhiều những cái thông tin hữu ích, và cũng giúp cho các mẹ bầu cũng như là gia đình bầu có thể an tâm hơn và có một cái thai kỳ an toàn khỏe mạnh ạ. Dạ, kính thưa bác Duy Linh và bác Kiều, theo em tìm hiểu thì trên thế giới có khoảng cứ 7 phụ nữ mang thai thì sẽ có một thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ. Thì không biết là tại sao phụ nữ khi mang thai lại hay mắc cái đái tháo đường thai kỳ, và những ai có yếu tố nguy cơ cao mắc đái tháo đường thai kỳ ạ? Phần này thì em xin mời bác Duy Linh chia sẻ đến quý vị khán giả ạ. Xin chào tất cả chị em đang theo dõi chương trình Điểm hẹn sức khỏe. Thì đúng như Nhi nói đó, hiện tại thế giới là tỷ lệ đái tháo đường rất là cao. Người ta ước tính thế giới hiện tại có khoảng trên 500 triệu người là mắc bệnh đái tháo đường. Thì đái tháo đường thai kỳ là một tình trạng mà đường huyết nó tăng cao vào những cái tháng giữa và những tháng cuối của thai kỳ. Thì khi đường huyết nó tăng cao như vậy đó, nó sẽ làm cho ảnh hưởng tới sức khỏe của mẹ và con, giống như Nhi nói. Thì có nhiều lý do mà ngày nay thì tỷ lệ đái tháo đường thai kỳ nó lại cao. Nếu như theo một thống kê tại Việt Nam của mình thôi, năm 2017 thì nó chỉ khoảng 3-4% cái người phụ nữ mang thai là có đái tháo đường. Nhưng mà Nhi biết là hiện tại nè, thống kê gần đây nè, theo công bố của tổ chức của cái Bộ Y tế của mình á, thì tỷ lệ đái tháo đường tại Việt Nam mình nghiên cứu thành phố Hồ Chí Minh á là 20%. Có nghĩa là cứ khoảng 5 người phụ nữ mang thai là có một người đái tháo đường thai kỳ, chứ không phải là 7 người đâu. Tại sao? Tại vì Việt Nam mình nằm trong cái thuộc về chủng tộc người châu Á, thì cái chủng tộc người châu Á thì lại làm tỷ lệ đái tháo đường thai kỳ nó lại cao hơn so với thế giới. Ngoài ra, người phụ nữ mang thai hiện tại như biết là khi họ để thai trễ, ví dụ như tuổi càng ngày càng lớn, thì nó lại là một yếu tố nguy cơ của đái tháo đường thai kỳ. Ngoài ra, do mình bây giờ mình ăn uống nhiều đồ ăn đủ uống, nó cũng ảnh hưởng. Nó không còn lúc hồi xưa thì mình ăn những đồ ăn thiên nhiên, cây cỏ trái cây này nọ mình thích ăn với nó. Bây giờ thì mình ăn lại thức ăn nhanh hay là các loại thực phẩm đó. Nó không còn giống như lúc xưa nữa, thì nó cũng là yếu tố nguy cơ, nó làm tỷ lệ đái tháo đường nhiều hơn. Chưa tính tới chuyện là bây giờ chúng ta lại ít có vận động như xưa. Ông bà rồi mẹ chúng ta hồi xưa làm lụng vất vả, phải vận động suốt, tỷ lệ đái tháo đường nó lại thấp. Trong khi đó bây giờ chúng ta, những người phụ nữ nè, mình ít có vận động, không có còn như xưa. Mình ngồi bàn giấy, làm việc trên bàn phím nhiều, làm việc trên tại chỗ nhiều. Chúng ta ít có đi tới lui vận động nhiều, không có lao động chân tay nhiều, thì cũng là một yếu tố nguy cơ làm cho đái tháo đường thai kỳ nó tăng. Ngoài ra các yếu tố nguy cơ khác cũng làm tăng tỷ lệ đái tháo đường thai kỳ. Ví dụ như là người phụ nữ này, tiền căn trong gia đình là nếu cho bà hoặc là mẹ, dì, ruột, chị em có đái tháo đường thì người này sẽ là người có yếu tố nguy cơ bị đái tháo đường thai kỳ. Chưa tính tới chuyện là sanh con, nếu như trước đây đã từng có tiền căn sanh thai to nè, hoặc là tiền căn là mình là dạng cũng là thai hiếm muộn, mình có bị buồng trứng đa nang nè, hoặc là
trường hợp trước đây đã từng có mang thai rồi là thai nó mất không có rõ nguyên nhân nè, thì đó là những yếu tố nguy cơ làm cho tỷ lệ đái tháo đường càng ngày càng tăng hơn. Thì trên đây là một vài cái nguyên nhân lý do tại sao tỷ lệ đái tháo đường lại tăng, cũng như là các yếu tố nguy cơ trên một người phụ nữ có thể gặp phải đái tháo đường thai kỳ nó tăng hơn so với những người phụ nữ khác. Em xin được cảm ơn bác Duy Linh về những chia sẻ vừa rồi. Vậy thì những thai phụ mà đang mắc đái tháo đường thai kỳ thì sẽ có những cái ảnh hưởng như thế nào đến mẹ và bé ạ? Em xin mời bác Kiều chia sẻ đến quý vị khán giả. Xin chào các mẹ bầu hoặc quý chị em ha. Thì cái đái tháo đường á, thì nó không phải chỉ nó ảnh hưởng lúc mà mình mang thai không, nó có ảnh hưởng khi mình mang thai hoặc là khi mình sanh hoặc là khi sau sanh nó cũng ảnh hưởng. Vì khi mà mình mang thai thì nó sẽ làm cái tăng cái tỷ lệ về những cái bệnh lý về cái cao huyết áp lên, thì nó tăng lên khoảng từ 2 đến 4 lần. Những cái bệnh lý về cao huyết áp nè, sản giật, tiền sản giật, thì bệnh lý tiền sản giật nó gây những cái hậu quả nặng nề cho cả mẹ và bé. Ngoài ra nó cũng làm tăng cái tỷ lệ bệnh lý bệnh mẹ sẽ bệnh mang cái bệnh thận sau này, hoặc là chuyển biến khi mang thai có bị tháo đường thì nguy cơ mẹ sẽ bị tăng lên cái nguy cơ sảy thai nè, nguy cơ sanh non, rồi thai to đa ối dẫn đến cái tình trạng mẹ bị mệt mỏi nhiều trong thai kỳ. Rồi khi mà thi thai to thì nó một cái cụ sanh có thai to thì nó sẽ ảnh hưởng gây cái nhiều cái nguy hiểm cho trong mẹ mang thai, nó sẽ tăng tỷ lệ mổ lấy thai, nó tăng lên tỷ lệ sanh bằng dụng cụ nè, rồi mẹ sanh có thể bé phải chấm dứt thai kỳ sớm khi mà mắc những cái bệnh lý, là đa phần là do những mình mắc bệnh lý khi kèm theo đái tháo đường. Tỷ lệ thuyên tắc mạch cũng tăng, rồi mẹ tỷ lệ tử vong của mẹ cũng sẽ tăng lên. Ngoài ra thì về em bé thì khi mà một người mẹ mang thai mà bị mắc thai đường, bé nó cũng có nhiều cái nguy cơ khi mà mình mang thai hoặc là khi sau khi sanh. Thì nguy cơ khi mang thai thì bé nó sẽ nguy cơ sanh non nè, nguy cơ sảy thai, bé to thì nó nguy cơ đột tử trong tử cung rất là cao. Rồi khi bé nó cũng chịu, khi mà bé thai to sau khi sanh một cái cụ sanh nó cũng chịu áp lực, nó sẽ cái tổn thương khi mà thai to nó gây tỷ lệ kẹt vai, nó gây tổn thương những cái đám rối thần kinh, hoặc là khi mà sanh xong thì nó sẽ nguy cơ hạ đường huyết nè, rồi suy hô hấp sau sanh, có thể là do khi mà non tháng nó ra nó cũng sẽ dễ bị suy hô hấp sau sanh, hoặc là vàng da sơ sinh, hoặc là một cái bệnh lý kèm theo của sơ sinh non tháng. Đó là một số cái bệnh lý mà bé hoặc mẹ có thể phải đương đầu khi mà mẹ có cái tỷ lệ đường huyết nó cao. Nhưng nếu mình có thể kiểm soát được cái đường huyết hoặc là tầm soát sớm đường huyết thì những cái biến chứng hoặc là những cái nguy cơ đó nó giảm đi rất là nhiều. Dạ đúng là cái căn bệnh đái tháo đường thai kỳ cũng là một trong những cái căn bệnh rất là nguy hiểm, ảnh hưởng đến mẹ và thai nhi của mình. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, ngày hôm nay thì khi chúng ta thực hiện cái chủ đề này thì chắc là quý vị khán giả ở màn ảnh nhỏ cũng đang cảm thấy khá là hoang mang lo lắng, cũng như là các gia đình của bầu thì cũng đang hoang mang là không biết là mình có đang mắc đái tháo đường thai kỳ hay không. Thật ra là khi mà hai chuyên gia của chúng tôi chia sẻ những cái thông tin ở đây thì cũng mong là các bạn cũng như là các mẹ bầu có thể an tâm hơn, và mình có những cái thông tin kiến thức đúng thì mình có thể kiểm soát và có thể tầm soát được cái căn bệnh này. Và một cái tin vui mà Quang Nhi có thể chia sẻ đến quý vị khán giả là cái căn bệnh đái tháo đường thai kỳ này mình có thể hoàn toàn có thể tầm soát được. Dạ, như vậy thì không biết là chúng ta nên tầm soát như thế nào và cái thời điểm nào thì mình nên tầm soát đái tháo đường thai kỳ ạ? Em xin mời bác Linh chia sẻ đến quý vị khán giả. Cảm ơn Nhi. Thì tầm soát đái tháo đường thai kỳ thì theo khuyến cáo của các hiệp hội trên thế giới thì họ khuyến cáo mình nên tầm soát đái tháo đường thai kỳ giai đoạn khoảng khi thai được khoảng 24 tới 28 tuần. Thì mình nên đi tầm soát đái tháo đường thai kỳ. Thì hiện tại thì có nhiều cái nghiên cứu cũng như là có nhiều phác đồ. Tuy nhiên cái phác đồ mà hiện tại được áp dụng nhiều nhất đó chính là phác đồ uống 75g đường. Có nghĩa là mình sẽ xét nghiệm hút máu tới 3 lần. Một lần xét nghiệm lúc đói, xét nghiệm đường huyết đói. Sau khi rút máu lần thứ nhất xong sẽ được uống một ly nước có chứa 75g đường. Sau đó chúng ta sẽ rút máu lần thứ hai và lần thứ ba. Trước đây thì là nếu chỉ cần một hai chỉ số trong ba chỉ số nó cao thì lúc đó người ta mới gọi là đái tháo đường thai kỳ. Thì sau đó thì các chuyên gia họ ngồi lại với nhau và thấy rằng bây giờ chỉ cần một tiêu chuẩn thôi trong ba tiêu chuẩn xét nghiệm đường mà nó cao hơn so với cái ngưỡng trung bình người ta quy định thì được gọi là đái tháo đường thai kỳ. Thì đây cũng là một lý do nó làm cho tỷ lệ đái tháo đường thai kỳ ngày nay nó lại cao so với trước đây.
Đây là trên đây là một xét nghiệm thường quy cho tất cả thai phụ. Tuy nhiên sẽ có những cái thai phụ mình không phải đợi tới 24 hay 28 tuần mình làm, mà chúng ta có thể phải làm sớm hơn ngay từ những ngày đầu tiên khi thai phụ đến khám với chúng ta. Ví dụ ở đây là những người mà đã tiền căn gia đình đã có bị đái tháo đường. Người này nó có tổng trạng mập mạp, béo phì. Tiền căn trước đây người này đã từng sanh thai rất là to, hoặc đã từng bị thai chết lưu, có nghĩa là mang thai 7-8 tháng rồi, thai 3kg mấy, 4kg, tự nhiên mất trong bụng, vân vân. Thì những người này được gọi là những cái người thai phụ có yếu tố nguy cơ cao, thì sẽ được làm những pháp cho lọc đường ngay từ những cái lần đầu tiên đến khám, khi thai nhỏ, chứ không đợi tới 3 tháng giữa hay 3 tháng cuối. Tuy nhiên một cái điều mà Bác Linh cũng chia sẻ với tất cả các chị em á, là hàng ngày khi khám bệnh, đôi khi mình gặp những cái trường hợp mà thật sự mình gặp những người thai phụ mình rất là sợ, mà trong khi đó các thai phụ lại không sợ miếng nào hết. À, hỏi ra thì là trước đây họ đã từng sanh những bé 4kg mấy luôn. Hỏi có tầm soát đái tháo đường chưa? Nó chưa. Hiện tại nhiều khi 6 tháng, 7 tháng rồi, 8 tháng rồi đến với chúng ta, siêu âm kiểm tra thấy thai rất là to, tiền căn thai to, hiện tại thai to. Nhưng mà hỏi có tầm soát đái tháo đường chưa? Nói chưa. Hồi trước đây em đã từng sanh những cái thai to như vậy rồi, cho nên em thấy bình thường. Bác sĩ thì rất là sợ, nhưng mà mấy mẹ thì rất là tự tin. Họ thấy là chuyện này rất là bình thường. Tuy nhiên một cái lời khuyên cho tất cả chị em là chúng ta không được y. Tại sao? Tỷ lệ đái tháo đường thai kỳ rất là cao, 20%, hiện tại là 20%. Đặc biệt trên những người có tiền căn thai to nữa, đặc biệt trên những người có tiền căn gia đình, yếu tố gia đình vân vân, thì tỷ lệ này càng cao nữa. Mà chúng ta không thể nào ý y lần trước đã thai to gì đây, bình thường thì lần sau sẽ là an toàn. Dạ, xin được cảm ơn bác Duy Linh về những chia sẻ vừa rồi. Thì hiện tại thì ngày nay thì với cái sự phát triển của công nghệ hiện đại thì các gia đình cũng đã dễ dàng hơn trong cái việc mà mình tiếp cận những cái thông tin về sức khỏe, cũng như là các cặp vợ chồng cũng đã có những cái ý thức hơn về cái việc mình đi tầm soát trước khi có dự định kết hôn. Như vậy thì riêng đối với những mẹ bầu chưa có điều kiện được tiếp cận tới cái việc mà tầm soát đái tháo đường thai kỳ trong cái thời gian sớm, thì không biết là mình có những cái biểu hiện nào ở bên ngoài mà các mẹ bầu có thể nhận biết được là mình đang có nguy cơ mắc đái tháo đường không ạ? Em xin mời bác Kiều chia sẻ đến quý vị khán giả. Về cái bệnh tiểu đường á, thì cái nguy cơ sớm thì nhầm khi nó chưa có gây cái biến chứng thì nó sẽ không có những cái nguy cơ nhất định. Nhưng mà khi mà nó gây những cái biến chứng hoặc là đường huyết nhầm cao rồi, nó gây những cái biến chứng những cơ quan khác, thì mà nãy như cái đấy nó sẽ kéo theo những cái bệnh lý về cao huyết áp, bệnh thận. Ngoài ra những cái triệu chứng mà mẹ bầu có thể theo dõi được, mẹ sẽ cảm giác thấy là có thể là mẹ bị tiểu nhiều nè, ăn cũng nhiều hơn, tăng cân quá so với cái mức bình thường, rồi kèm theo bụng to nè, thì mình siêu âm mình có thể thấy là bé thai to nè, hoặc là bé mẹ có nước ấu nhiều quá. Thì cái một cái triệu chứng mẹ thường hay phiền khi thấy to quá, làm bé mệt mỏi, ngủ không được, khó thở gì đó, thì thường đó là nó nhầm khi nó đã rơi vào những cái giai đoạn là nó những cái biến chứng của đái tiểu đường rồi, thì nó mới có những cái triệu chứng đó. Còn để tầm soát sớm thì mẹ chỉ có cách mẹ phải đi khám định kỳ, mẹ tầm soát sớm thì mình mới tránh được tới khi những cái biến chứng đó thôi. Còn khi qua biến chứng thì lúc đó khi mà mẹ có thể nhận biết được những cái dấu hiệu như bác sĩ nói, thì thường nó đã qua đoạn giai đoạn phải điều trị insulin, mà phải sử dụng thuốc tích cực. Xin được cảm ơn bác sĩ Kiều về những chia sẻ vừa rồi. Như vậy thì lời khuyên là các mẹ bầu nên theo dõi cái cơ thể của mình, cũng như là điều chỉnh một cái chế độ ăn uống phù hợp, lành mạnh. Và khi mà mình đi khám thai thì mình cũng nên chia sẻ những cái dấu hiệu của mình, những cái mà mình đang mắc phải cho bác sĩ, và bác sĩ có thể chia sẻ và tư vấn thêm cho thai kỳ. Hiện tại thì em đang thấy có rất là nhiều những cái bạn khán giả đang đặt câu hỏi cho hai bác sĩ chúng ta. Em đang thấy có một khách hàng nữ đặt câu hỏi là không biết là đái tháo đường thai kỳ có sau khi sanh xong thì có hết hay không, và làm như thế nào để cho chị ấy có thể khỏe mạnh và sinh con bình thường, khỏe mạnh trong khi mà đang mắc đái tháo đường thai kỳ. Thì không biết là em xin được mời bác Duy Linh chia sẻ đến quý vị khán giả. Chúng ta biết một điều là khi mắc đái tháo đường thai kỳ rồi, có nghĩa là trong quá trình mang thai chúng ta có bị đái tháo đường thai kỳ, thì sanh xong không phải tất cả bà mẹ đều sẽ là an toàn, điều sẽ là hết đái tháo đường sau khi sanh. Người ta thấy là
sau sanh trong vòng 5 năm thì cái tỷ lệ mà đái tháo đường trên những người thai phụ này nó sẽ tăng lên. Đâu đó tỷ lệ theo các cái nghiên cứu nó sẽ có khác nhau, đâu đó khoảng 16 tới khoảng 60 mấy phần trăm là các bà mẹ này sẽ có nguy cơ bị đái tháo đường thật sự luôn sau khi đã bị mắc đái tháo đường thai kỳ. Nhưng mà có một cái điều là nó không hay là đa số những người mẹ này đôi khi họ cũng không biết luôn, họ không quan tâm, đôi khi là sanh xong mình cứ nghĩ là sanh xong là hết và họ chỉ tập trung lo cho con, mà họ quên một cái chuyện là làm theo khuyến cáo của các chuyên gia là sau sanh 4 tới 12 tuần sau sanh nếu đã từng mắc đái tháo đường thai kỳ thì phải đi kiểm tra lại sau sanh 4 tới 12 tuần để kiểm tra biết chắc là chúng ta đã hết bị đái tháo đường thai kỳ hay chưa, cũng như là sau đó 1 2 năm chúng ta phải kiểm tra định kỳ. Tại sao? Tại vì cái tỷ lệ mà đái tháo đường tiếp theo sau đó trong vòng 1 2 3 4 5 nó sẽ tăng lên. Thời gian càng lâu thì nguy cơ trên những người mẹ này nó càng tăng. Cho nên chính vì vậy một cái lời khuyên các anh chị cho các chị em phụ nữ mà có đái tháo đường thai kỳ là chúng ta không được y. Chúng ta vẫn phải tiếp tục đồng hành theo dõi kiểm tra sức khỏe của mình, đặc biệt là đường huyết thời gian sau sanh. Thì có như vậy thì chúng ta mới phòng ngừa được những cái biến chứng giống như Bất Kiều nói. Đôi khi người ta gọi là đái tháo đường là một sát thủ thầm lặng đó. Đôi khi nó đái tháo đường rồi, đôi khi mà nó diễn ra mà mình không hay biết, đến khi nào nó xảy ra biến chứng rồi thì chúng ta mới phát hiện thì nó ra muộn, có thể ảnh hưởng lên mạch máu, tim mạch ha, rồi các chức năng thận, các cơ quan xung quanh rất là nhiều ha. Cho nên một cái lời khuyên là chúng ta phải kiểm tra sức khỏe của mình. Xin được cảm ơn bác Duy Linh về những chia sẻ vừa rồi. Hiện tại thì trong phần bình luận có một câu hỏi của anh Phát. Anh cũng đang có một câu hỏi liên quan đến cái việc mà có nên chủ quan hay không về cái việc là khi mình lần trước mình mang thai mà mình đã mắc đái tháo đường thai kỳ rồi thì không biết là bây giờ chị muốn mang thai thêm bé thứ hai thì có cần chuẩn bị hay lưu ý gì hay không ạ? Em xin mời bác Kiều chia sẻ đến anh Phát ạ. Lần trước mình có cái đái tháo đường rồi thì lần này cái nguy cơ nó sẽ tăng lên. Là có thể chị cũng có thể mắc cái đái tháo đường trong cái lần này mang thai này. Thì để chuẩn bị cho quá trình mang thai, có thể trước khi mình mang thai thì mình nên đi xét nghiệm đường huyết, có thể đường huyết đói, đường huyết ngẫu nhiên hoặc là kèm thêm cái HB mẫu C, là nó sẽ khảo sát cái đường huyết trong 3 tháng gần đây nhất. Chị có cái nồng độ đường huyết nó có bị tăng lên hay không thì mình để chẩn đoán đái tháo đường trước khi mang thai. Rồi sau khi mà mình có em bé trong lần khám thai đầu tiên thì mình cũng làm lại những cái xét nghiệm đó để đánh giá coi có nguy cơ tiểu đường hay chưa. Nếu chưa diễn ra thì mình sẽ vẫn tuân thủ theo lịch khám thai là khoảng 24 đến 28 tuần mình sẽ làm lại cái nghiệm pháp dung nạp đường. Thì lúc đó thì bác sĩ sản hoặc bác sĩ về cái nội tiết người ta sẽ theo dõi cái đường huyết cho chị, có thể sẽ tư vấn cho mình những cái chế độ ăn, hạn chế những cái đường, những cái tinh bột, mình ăn nhiều cái thực phẩm có nhiều rau xanh hoặc là thịt cá, hạn chế cái lượng đường dung nạp vào cơ thể mình thì nó cũng hạn chế rất nhiều cái tỷ lệ đái tháo đường. Rồi vận động, mình tập thể dục, mình tập cái thói quen, mình tập thể dục khoảng 30 phút mỗi ngày thì nó sẽ làm hạn chế được cái cân nặng nè, rồi hạn chế sức khỏe mình tăng lên, đề kháng mình tăng lên thì cũng sẽ giảm thiểu những cái bệnh lý kèm theo, cũng không phải là riêng về đái tháo đường. Xin được cảm ơn bác Kiều về những chia sẻ vừa rồi. Tiếp theo thì em đang thấy một cái câu hỏi của anh Thanh Liêm. Câu hỏi như sau là: bác sĩ ơi, cho em hỏi, vợ em mắc đái tháo đường thai kỳ, hiện tại là 27 tuần 5 ngày. Em dự định gần sanh sẽ đưa vợ theo khám tại Phương Châu và theo để sanh luôn. Ở Phương Châu thì theo dõi đái tháo đường thai kỳ có khác biệt gì so với các bệnh viện khác không thưa bác? Em xin cảm ơn bác sĩ. Thì câu hỏi này em xin mời bác Duy Linh chia sẻ đến anh ạ. Cảm ơn câu hỏi của bạn Liêm ha. Thì Phương Châu thì nền tảng Phương Châu là một bệnh viện chuyên về sản khoa, nhưng mà Phương Châu có một hệ sinh thái về y khoa rất là tốt, là bên cạnh cái chuyên khoa sản là rất là mạnh thì bên bệnh viện Phương Châu mình còn có một trung tâm nội tiết do các bác sĩ tiến sĩ rất là nhiều kinh nghiệm, khoảng 10-20 năm kinh nghiệm về chuyên về nội tiết. Thì chính các cái chuyên gia này họ sẽ là người có thể theo dõi, quản lý cái đái tháo đường rất là xuất sắc, do chính những chuyên gia trực tiếp họ làm luôn. Thì bác sĩ sản cũng có kiến thức, cũng có thể quản lý tốt, nhưng mà nếu như mình có sự phối hợp
tốt giữa một bác sĩ sản kèm theo một bác sĩ nội tiết nhiều kinh nghiệm về chuyên về tiểu đường nữa, thì cái sự chăm sóc của mình, sự phối hợp này nó sẽ giúp cho cái sức khỏe của mẹ và thai nhi nó sẽ an toàn hơn, nó khỏe mạnh hơn. Không những an toàn trong quá trình mình mang thai mà trong quá trình khi vô giai đoạn sanh, sanh đẻ có nhiều rủi ro nguy cơ trên, đặc biệt là trên những người đái tháo đường mà đường nó lại không ổn, thì chính các cái chuyên gia nội tiết này họ sẽ đồng hành chung với bác sĩ sản khoa để mà chăm sóc cho các bà mẹ này, giúp cho cuộc sanh an toàn, mẹ tròn con vuông. Thì đây chính là một cái điểm nổi bật của mà Phương Châu rất là tự tin khi mình có được cái hệ sinh thái này. Dạ, em cũng xin phép được bổ sung thêm là đối với những thai phụ khi mà mình khám thai tại Phương Châu và được Phương Châu sàng lọc rất là kỹ ở giai đoạn đầu, và khi mà sàng lọc có những cái bất thường gì thì sẽ được thăm khám và chăm sóc cá thể hóa theo từng người bệnh. Dạ, cho nên là các mẹ bầu có thể yên tâm và lựa chọn Phương Châu để có thể theo dõi và chăm sóc thai kỳ của mình ạ. Tiếp theo là một câu hỏi về chế độ ăn uống. Bác Kiều ơi, cho em hỏi, bắt đái tháo đường thai kỳ thì ăn uống rất kiêm khen phải không bác sĩ? Nếu kiêng ăn như vậy thì có ảnh hưởng đến bé hay không? Em xin mời bác Kiều chia sẻ đến khán giả. Kiêng thì mình không có kiêng, bầu thì kiêng thì chỉ kiêng những cái thực phẩm không tốt thôi. Tuy nhiên bầu mình phải cung cấp đủ những cái thực phẩm cần thiết thì mẹ với bé mới phát triển được. Thì không phải bị thí dụ đái tháo đường hoặc căng quét gì, cũng có những cái món mình không có nên ăn nhiều. Thí dụ như những cái món mà giàu cái tinh bột nó sẽ chuyển hóa thành đường nhiều. Thí dụ như là cơm nè, bún cháo, hủ tiếu thì mình có thể ăn chứ không phải là ngừng hẳn luôn. Thì không thể nào bỏ cái tinh bột, cũng là một cái phần cần thiết cái trong cái khẩu phần ăn. Nhưng mà mình bớt lại, bớt cái khẩu phần ăn lại. Thí dụ như mình sẽ chia nhỏ cử ăn qua, thí dụ ít tinh bột hơn, rồi lượng đường mình dung nạp lại mình cũng bớt đi. Thí dụ như những cái bình thường mình cứ ăn uống bình thường, mình đừng có ăn những cái món quá ngọt, ví dụ như chè hoặc là bánh quy hoặc là bánh ngọt được, trà sữa hoặc là cà phê sữa rồi đó, mấy cái món đó thì mình phải hạn chế lại. Còn ngoài ra trong khẩu phần ăn mình ăn mỗi ngày, mình có thể chia nhỏ cử ăn ra hàng ngày, và trong cái khẩu phần ăn đó mình sẽ ăn nhiều thịt cá, thịt rau xanh hơn, thì cái chế độ ăn nó sẽ tốt hơn. Đó không phải riêng cho những người đái tháo đường, mà khi mà mình bình thường như chị với Nhi mình cũng nên ăn chế độ đó thì cơ thể mình nó sẽ khỏe hơn. Tại vì ai cũng có thể mắc đái tháo đường trong tương lai chứ không phải riêng về bầu. Thì mình những cái chế độ ăn đó mình áp dụng cho cả thai phụ hoặc là cho tất cả những người nhà luôn, thì mình có thể ăn chung với nhau chứ không phải thai phụ đái tháo đường ăn riêng không được ăn gì hết thì không được. Thì có một số bầu cái do làm biện pháp dung nạp đường có nguy cơ đái tháo đường về cái không ăn gì hết, cái xong cái sụt gí em bé cũng nhẹ cân luôn thì không được. Nhưng mà chế độ ăn đó thì khi mà mình có đái tháo đường trước nghiệm pháp dung nạp đường mình có bất thường, thì bác sĩ bên Phương Châu mình sẽ được chuyển qua, bác sĩ sản sẽ chuyển qua cho bác sĩ bên nội tiết, người ta sẽ cho mẹ một cái khẩu phần ăn, tư vấn cho mẹ một cái chế độ ăn hoàn chỉnh, thì mẹ sẽ dựa vào đó nó sẽ cải thiện được rất là nhiều về cái đường huyết. Dạ, xin được cảm ơn phần câu trả lời của bác Kiều. Nhân đây thì em cũng đang nói về chế độ ăn thì em chợt nhớ ra một cái câu hỏi mà ở một cái đưa tin cũng lan truyền từ xa xưa là ông bà ta hay bảo là mang thai thì mẹ bầu nên uống nước mía, nước dừa nhiều lên để em bé sinh ra sạch. Thì không biết là đối với những cái thai phụ mà bắt đái tháo đường thai kỳ thì cái việc mà mình uống nước mía và nước dừa nhiều thì có sao không bác Kiều? Lượng nước mía thì cái lượng đường nó cũng khá là cao, nhiều là không tốt. Nhưng mẹ thí dụ như mẹ thích nước mía, một số người ta thích thì vẫn uống được chứ không phải là mình ấy luôn, nhưng mà phải ngày nào cũng uống, hoặc là sáng uống, chiều uống, tối uống là không được. Lượng đường khá là cũng cao, nhưng mà nước dừa thì cũng khá là lành tính, thường nó lượng đường nó thấp hơn thì mẹ có thể uống, nhưng cũng đừng nên quá nhiều. Uống nhiều quá cái mẹ ăn không được. Một số người cái nói lượng nhầm, khi cái nói được có một lần thì có trao đổi với bác Linh về cái thiểu ấu á, về cái kêu mẹ uống nước thiệt là nhiều lắm, thì khi uống nước nhiều cái no quá ăn không được thì nó sẽ làm cho bé không tốt cho cả mẹ và bé. Dạ. Bổ sung là trên trang web của Phương Châu các chị em có quan tâm về cái chế độ ăn của đái tháo đường thai kỳ đó, thì các chị em có thể lên trang web Phương Châu, ở trong này thì các bác sĩ, các chuyên gia mình có viết các cái bài viết về cái chế độ ăn như thế nào. Dạ. Thì bác sĩ Linh bổ sung thêm một cái phần gọi là chế độ ăn 1/4.
Thì để nôm na nói các chị em về mình có thể xem trên đó thì mình sẽ thấy rõ hơn. Thì cứ nôm na là mỗi cử ăn như vậy đó, thì chúng ta lúc trước thì thay vì chúng ta ăn ngày 3 cử chính thôi, thì bây giờ mình có thể chia ra mình ăn nhiều cử nhỏ. Thì khi đó cái lượng đường mình nạp vô mỗi lần nó ít thôi, thì nó làm cho lượng đường trong máu mình không cao, khi đó nó qua bé nó sẽ không cao và con nó không bị ảnh hưởng nhiều. Thì mình có thể chia bữa ăn làm nhiều bữa nhỏ, thứ nhất. Thứ hai, cái bữa ăn của mình á, mình có thể chia, mình lấy một cái dĩa thức ăn mình ra, mình chia cái dĩa ra làm 4 phần. Mình cứ tưởng tượng chia 4 phần thôi. Thì người ta khuyên gì đây nè, nếu mà trước đây á, cái phần tinh bột là phần cơm của mình á, mình không ăn nhiều mình ăn, thì bây giờ người ta khuyên mình là trong cái dĩa thức ăn đó, thì phần cơm hay là phần tinh bột, tinh bột có thể là cháo, hủ tiếu, bún gì đó, nuôi ở bánh lọt vậy đó, thì chúng ta chỉ chiếm 1/4 thôi, một góc tư thôi. 1/4 còn lại đó chính là chất đạm. Đạm ở đây có nghĩa là thịt, cá, trứng rồi đó nha. Và 2/4 còn lại đó chính là rau, củ, quả, trái cây, có thể sữa chua gì đó vân vân. Thì chế độ ăn mới gọi là chế độ ăn 1/4. Thì các bạn có thể tham khảo trên trang web của Phương Châu có mô tả gì rất là kỹ như thế này, thì để mình có thể mình tham khảo thêm. Cái ý thứ hai Bác Linh muốn chia sẻ chị em nữa là trên trang web Phương Châu cũng có một cái chỉ số rất là quan trọng khi nói về đái tháo đường thai kỳ mà chị em phải biết. Đó chính là gọi là chỉ số đường huyết của thức ăn, gọi là glycemic index. Glycemic index là chỉ số đường huyết của thức ăn. Có nghĩa là sao? Mỗi một loại thức ăn nó sẽ có một cái tỷ lệ đường nó hấp thu nó khác nhau. Có những loại thức ăn mình ăn vô là đường nó tăng lên rất là nhanh, nó hấp thu rất là nhanh, nhưng mà nó giảm rất là nhanh. Ví dụ như nãy Bác Kiều nói là mình ăn những cái loại thức ăn là cơm, đúng không? Hoặc là những cái loại bánh ngọt, bánh quy, hoặc là ví dụ trái cây, ví dụ như dưa hấu, thì những cái loại thức ăn đó mình ăn vô cái là đường nó tăng rất là cao. Thì khi nó cao như vậy nó sẽ qua em bé, thì nó lại không tốt, nó làm cái đường huyết mình không ổn. Trong khi có những cái loại thức ăn thì lại cái đường huyết nó sẽ thấp, chỉ số đường huyết nó thấp, cho nên khi đó mình ăn vô thì nó đường nó hấp thu từ từ, nó làm cho lượng đường trong máu của mình nó sẽ không có cao đột ngột, và khi đó con mình không bị ảnh hưởng bởi cái lượng đường huyết cao đột ngột. Thì trên trang web Phương Châu mình cũng có nói về chỉ số gọi là glycemic index, là chỉ số đường huyết của thức ăn. Trong đó có nguyên một cái list danh sách các loại thức ăn nào mình nên ăn, lượng đường nó là bao nhiêu, thì các chị em có thể tham khảo thêm trên trang web Phương Châu để mà mình có được cái chế độ ăn nó phù hợp nhất. Dạ, cảm ơn bác sĩ Linh vừa chia sẻ cho chúng ta về cái khẩu phần ăn 1/4 và chỉ số đường huyết của thức ăn. Nghe cũng khá là mới, cho nên là quý mẹ bầu có thể tham khảo và có thể xem chi tiết hơn ở website của Phương Châu ạ. Tiếp theo thì chúng ta có một cái câu hỏi về cái sự đang lo lắng về cái sự phát triển của em bé khi mà mẹ mắc đái tháo đường thai kỳ. Chị em bị đái tháo đường thai kỳ thì sinh con sẽ không được thông minh phải không ạ? Em lo lắng quá do mới chỉ đi khám mà phát hiện đái tháo đường thai kỳ thôi. Thì câu hỏi này em xin được mời bác sĩ Kiều chia sẻ đến bạn ạ. Chưa có cái nghiên cứu nào nói là một cái bé bị đái tháo đường thì nó sẽ ảnh hưởng tới sự thông minh của con. Sự thông minh nó phụ thuộc vào nhiều cái yếu tố, thí dụ như một phần người ta thấy nghiên cứu về di truyền, một phần là do cái lối sống và cái sinh hoạt, cái giáo dục sau này. Nhưng do cái đường huyết thì có thể nó sẽ làm tăng cái sao xanh bé, nó có nguy cơ mắc những cái bệnh lý như là bé nó sẽ bị tăng cân nè, nó sẽ bị đái tháo đường nè, hoặc là một số người ta nghiên cứu về khi nó có, khi mẹ bị đái đường có nguy cơ nó sẽ bị bất thường có thai như cái dị tật ống thần kinh chẳng hạn. Thì cái đó thì nó có liên quan. Còn cái về chỉ số về cái sự thông minh thì nó cũng chưa có những cái nghiên cứu rõ ràng về vấn đề đó. Dạ, cảm ơn bác Kiều về câu trả lời vừa rồi. Thì chắc có lẽ là bạn cũng đang cảm thấy an tâm hơn về cái sự thông minh của bé. Hiện tại thì đang chỉ mới phát hiện là mắc đái tháo đường thai kỳ thôi, thì cho nên là chị có thể là theo dõi, có thể điều chỉnh lại cái chế độ ăn của mình, có thể điều chỉnh lại cái lối sống và cái nghe theo những cái lời khuyên và chỉ định của bác sĩ, thì có thể là có thể kiểm soát được những cái ảnh hưởng đến mẹ và thai nhi ạ. Một câu hỏi tiếp theo của bạn Tạ Cường Nghi. Mắc đái tháo đường thai kỳ thì có cần phải kiểm tra đường huyết hàng ngày không bác sĩ Linh ơi? Vậy xin mời bác Linh trả lời bạn ạ.
Hiện tại thì chắc có lẽ là nếu như đường huyết mà chúng ta nó không đến nỗi là quá cao và chúng ta mới biết gì đây nè, khi mắc đái đường thai kỳ thì một trong những cái phương pháp điều trị đầu tiên của các bác sĩ khi chúng ta đến gặp các bác sĩ á, thì chính là họ sẽ điều chỉnh chế độ ăn cho mình, hướng dẫn cái cách chế độ ăn cho mình. Thì đa số những trường hợp thì khi chúng ta điều chỉnh chế độ ăn, giống như nãy giờ bác Linh có chia sẻ, là ăn những thức ăn có chỉ số đường huyết nó không có quá cao, chia thức ăn làm nhiều bữa vân vân, thì đa số cũng đã được kiểm soát rồi. Thì trên những cái người mà kiểm soát đường huyết tốt gì đây thì chúng ta không cần phải kiểm tra mỗi ngày đâu. Thông thường thì các bác sĩ có thể hẹn chúng ta có thể là quay lại sau 2 tuần để kiểm tra lại cái đường huyết, mình xem thử nó có ổn hay chưa. Những cái trường hợp mà đường huyết chúng ta không ổn định, đặc biệt là trên những người đã bị mắc đái tháo đường ngay từ đầu và chúng ta phải đi tiêm insulin, phải điều trị, thì lúc đó bác sĩ cần phải biết đường huyết hiện tại nó như thế nào để dò cái liều thuốc, cái liều insulin để mình chỉnh cái liều đó làm sao cho đường huyết ổn định. Thì trên những người mà đường huyết nó cao rồi đây là không ổn định và cần phải sử dụng insulin chích, thì lúc này chúng ta mới cần theo dõi cái đường huyết mỗi ngày, chứ không phải tất cả người thai phụ bị mắc đái tháo đường thai kỳ đều phải theo dõi đường huyết mỗi ngày. Xin được cảm ơn bác Linh về câu trả lời vừa rồi ạ. Tiếp theo là một câu hỏi liên quan đến những cái nguy cơ của thai nhi mắc đái tháo đường thai kỳ thì có làm tăng nguy cơ sinh non không bác sĩ? Em xin được mời bác Kiều chia sẻ đến bạn ạ. Thì khi mà hồi nãy bác có giải thích đó, thì khi mà mình mắc đái đường nó sẽ tăng cái nguy cơ sinh non, là do ngoài ra nguy cơ sinh non có thể là do biến chứng của cái đái tháo đường gây ra. Thường thì đa phần những cái tỷ lệ sinh non là do biến chứng của đái tháo đường. Ví dụ như mẹ khi thái đường, mẹ sẽ tăng lên cái nguy cơ là mẹ sẽ bị cao huyết áp, hoặc là những cái bệnh lý về cái tiền sản giật, hoặc là đó nó sẽ làm cho đường huyết của mẹ cao, có thể gây một cái trường hợp có thể đường huyết của mẹ quá cao không kiểm soát được tốt, thì nó sẽ gây vấn đề về hôn mê. Thì mất trường hợp vấn đề đường huyết cao đó thì nó có thể làm ảnh hưởng tới cái chuyện bé có thể phải chấm dứt thai kỳ vì cái yếu tố bệnh của mẹ. Còn ở một số em bé có vấn đề về khi mà thai to quá, đa ối, nó sẽ làm tăng cái tỷ lệ thai đột tử. Thì tùy vào trường hợp thì mẹ phải buộc phải chấm dứt thai kỳ sinh non là do vấn đề về chấm dứt thai kỳ thôi, do chỉ định y khoa chấm dứt thai kỳ là chủ yếu. Và thường là khoảng 60% những mẹ đái tháo đường thì có tỷ lệ là mình phải chấm dứt thai kỳ sớm. Trên những người mà đái tháo đường thai kỳ đó thì chúng ta biết là khi cái thai nó nguy cơ, nếu mình quản lý không tốt thai nó sẽ to và nước ối nó sẽ nhiều, giống như bác Kiều nói lúc đầu đó. Thì trên những người mà cái thai nó to, nó bụng nó căng nhiều nè, nước ối nó nhiều nè, thì làm tăng tỷ lệ ối vỡ non, có thể dẫn đến tình trạng bắt buộc phải sinh non. Hoặc là người ta thấy là trên những người đái tháo đường thai kỳ á, thì tỷ lệ nhiễm khuẩn đường tiết niệu á, có thể là nhiễm trùng đường niệu hay là nhiễm viêm bàng quang, viêm cầu thận nó lại tăng hơn. Thì trên những cái đối tượng mà có bị nhiễm trùng đường tiết niệu nè, nó sẽ là yếu tố nguy cơ, nó làm tăng tỷ lệ sinh non lên. Cho nên đó là một số cái nguyên nhân lý do tại sao mà đái tháo đường thai kỳ thì lại dễ sinh non hơn. Xin được cảm ơn phần câu trả lời của bác Kiều và bác Linh ạ. Tiếp theo là một câu hỏi khá là dài của bạn Hoàng Nhã. Chào bác sĩ, cho em hỏi, bà xã em hiện đang tuần 32 của thai và đã xét nghiệm đường 3 lần trước đó. 2 lần trước bị đường cao hơn mức an toàn, nhưng lần gần đây cách nay 1 tuần thì đã quay về mức an toàn rồi ạ. Như vậy thì đã an toàn chưa? Có cần duy trì chế độ ăn uống như cũ để giữ vững mức an toàn hay cơ thể tăng hay có thể tăng lên khẩu phần để bổ sung cân nặng cho bé? Em xin cảm ơn bác sĩ và chương trình ạ. Câu hỏi này chắc là em mời bác Linh trả lời bạn Nhã ạ. Như chúng ta biết là đái tháo đường thai kỳ là trong quá trình đường nó, trong những cái tháng giữa và tháng cuối nè, nó không có được hấp thu tốt cho nên nó cao. Khi chúng ta điều chỉnh chế độ ăn có thể là 1 tuần, 2 tuần hoặc là có thể 1 tháng nó ổn lại cái đường huyết. Thì nếu như chúng ta không tiếp tục chế độ ăn, không tiếp tục cái chế độ, cái cách mình ăn uống, cái khoảng cách giữa các bữa ăn chia nhỏ ra, hoặc là chúng ta quên chế độ rồi luyện tập vận động sau khi ăn này đậu vân vân, thì nếu như chúng ta không tuân thủ tiếp tục những cái chế độ đó thì cái đường huyết sẽ có thể nó sẽ cao trở lại, và đó là cái nguy cơ của mình sẽ tăng hơn. Tại sao là sau sanh xong 4-6 tuần mà chúng ta vẫn phải kiểm tra? Tại vì sanh xong đường huyết nó vẫn chưa ổn.
Cho nên một cái điều lưu ý các chị em cũng Bắc Linh cũng hay gặp bệnh nhân, các chị em hay hỏi lắm. Thấy đường huyết ổn rồi, một hai lần thấy ổn rồi và sau đó về cái ăn vô để bù lại cho con nó khỏe. Thì lúc đó nó lại làm tăng nguy cơ con lên mà mình không có hay. Và nó ảnh hưởng tới chuyện tới lúc vô sanh ở đường, lúc đó nó không ổn mà mình không kiểm soát được. Thì lúc đó phải sử dụng, phải tiêm thuốc rồi phải theo dõi rất là kỹ. Rồi những tháng cuối lại sợ cái nguy cơ nó đột tử không vâng. Thì ra chúng ta phải rất là cẩn thận trên những trường hợp này, không được ý y khi nó kiểm soát tốt một vài lần. Dạ, xin được cảm ơn câu trả lời của bác Linh ạ. Tiếp theo là về một câu hỏi về dinh dưỡng. Em nghe các chị đồng nghiệp nói là mắc đái tháo đường thai kỳ không được uống sữa bầu, không biết là có đúng không ạ? Mong bác sĩ Kiều giải đáp giúp em ạ. Đái tháo đường thì mình vẫn uống được sữa bầu, nhưng mà sữa bầu mình đừng bỏ thêm đường. Còn số người uống sữa thì thêm đường, hoặc là một số chị bầu không có chịu uống sữa bầu á, nhằm khi uống người ta cảm giác nó không ngon, thì có thể mình sẽ thay thế bằng cái sữa tươi không đường cũng được. Nói chung mình chế phẩm bầu vẫn uống được, nhưng do sữa cho bầu uống được, nhưng mà mình đừng có bỏ đường thêm là được. Tùy vào cái cân nặng của em bé lúc đó đi khám thì bác sĩ sẽ cho mình cái lời khuyên là có tiếp tục duy trì cái chế độ không. Tại vì một số trường hợp em bé nó đã quá to rồi thì mình bổ sung thêm cái dinh dưỡng nữa, chứ không phải là lượng đường không, cái dinh dưỡng vô nó cũng sẽ làm cho em bé nó to lên nhiều. Thì nó to lên nhiều nó sẽ làm tăng cái nguy cơ đột tử. Dạ, thực chất là cái sữa bầu cũng là một cái để bổ sung cái dưỡng chất cho bé thôi. Cho nên là nếu như mà các mẹ bầu đang không bị ngén quá nhiều mà mình có thể ăn uống bình thường thì tốt nhất là mình nên bổ sung thức ăn, thức uống thì nó sẽ ngon và đầy đủ chất dinh dưỡng hơn, đúng không ạ? Tiếp theo là một câu hỏi của bạn Tạ Khúc Tiến. Mắc đái tháo đường thai kỳ thì có cần phải theo dõi như thế nào để đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và bé ạ? Mong bác sĩ giải đáp giúp em. Em mời bác Linh chia sẻ thêm một lần nữa cho bạn ạ. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì giống như bác sĩ nói lúc đầu đó, nếu như chúng ta mắc đái tháo đường về những tháng giữa và những tháng cuối thôi, thì các bác sĩ đầu tiên là bác sĩ sẽ hướng dẫn cho chúng ta về cái chế độ ăn uống, cái cách chúng ta ăn uống, chia bữa ăn ra nhiều bữa nhỏ vân vân. Sau đó bác sĩ sẽ hẹn mình 2 tuần tái khám lại. Nếu như 2 tuần tái khám mà chúng ta đạt được cái ngưỡng đường huyết giống như cái mong đợi mình muốn, ví dụ như là đường huyết lúc đói nó phải dưới 5.3 mmol nè, đường huyết 1 giờ sau ăn phải dưới 7.8 và 2 giờ dưới 6.7 mmol, thì lúc này cái như là chúng ta đã điều chỉnh được chế độ ăn theo cái điều chỉnh được cái đường huyết theo cái chế độ ăn rồi. Thì lúc này chúng ta cứ đi theo khám định kỳ theo lịch hẹn của bác sĩ, có thể là 2 tuần chúng ta sẽ đi khám một lần. Thì thông thường nếu như mà thai tốt, mẹ tốt, thai tốt thì đôi khi không cần phải thử xét nghiệm mỗi 2 tuần đâu, mà đôi khi có thể là chúng ta sẽ giãn ra 4 tuần chúng ta mới cần lặp lại làm lại. Tuy nhiên trên những người mà đường huyết nó không ổn, chúng ta điều chỉnh cho ăn rồi mà đường vẫn cao, nó cao hơn so với cái ngưỡng chuẩn. Người ta thấy rằng nếu cao hơn ngưỡng chuẩn thì sẽ ảnh hưởng tới con. Thì lúc này chúng ta bắt buộc đôi khi phải tiêm insulin, là một cái chất để mà mình từ tuyến tụy tiết ra để mình bổ sung vô, giúp cho cái đường huyết ổn định. Thì khi những người nào cần phải tiêm insulin nè, thì cái lịch thăm khám của chúng ta nó phải nhạt hơn. Chúng ta phải dò cái liều insulin. Đôi khi chúng ta phải theo dõi đường huyết mỗi ngày, hoặc là chúng ta phải quay lại gặp bác sĩ sau 1 tuần, 2 tuần để mà chúng ta tìm được cái liều insulin nào mà phù hợp nhất với người mẹ, giúp cho đường huyết ổn định để làm chi, không ảnh hưởng tới em bé trong bụng. Dạ, cảm ơn bác Linh về những chia sẻ vừa rồi. Như vậy thì không riêng đối với những mẹ bầu đang mắc đái tháo đường thai kỳ, mà những mẹ bầu đang khỏe mạnh bình thường thì cũng vẫn nên chú ý đến cái cơ thể của mình, những cái dấu hiệu trong cơ thể của mình, và đừng quên các mốc khám thai và những cái chỉ định của bác sĩ ạ. Tiếp theo là một câu hỏi của bạn Lan Anh. Chào bác sĩ Linh và bác sĩ Kiều, hiện tại thai em 28 tuần rồi nhưng chưa tầm soát tiểu đường thai kỳ, liệu bây giờ em có còn tầm soát được nữa hay không? Em xin được mời bác Kiều giải đáp giúp bạn Lan Anh ạ. Cái mốc khám thai của mình là từ 24 đến 28 tuần của thai kỳ là mình có thể làm cái nghiệm pháp dung nạp được. Thì nếu bạn chưa làm thì bạn có thể làm được. Thì cái mốc có thể lên tới 32 tuần. Nhưng mà thai nó càng lớn thì khi mà bé uống đường mẹ sẽ dễ ói hơn. Rồi do cái thường cái khoảng sau cái tháng càng ấy thì cái nồng độ đường nó sẽ, cái nguy cơ đái tháo đường nó lại cao lên. Thì cái nghiệm pháp dung nạp đường lúc đó nhằm khi nếu mà đã trễ quá thì có thể mình sẽ không làm kịp cái nghiệm pháp dung nạp đường. Thì mẹ có thể kiểm tra đường huyết bằng cái đường huyết ngẫu nhiên hoặc là HP1C. Thì một số chị bầu
không có quên cái mắt đó thì có thể mình phải kiểm tra cái đường huyết ngẫu nhiên để định giá coi có mắc đái tháo đường luôn nghe chưa. Xin được cảm ơn câu trả lời của bác Kiều ạ. Tiếp theo là một câu hỏi của bạn Lakita. Dạ bác sĩ cho em hỏi, mẹ bị đái tháo đường thai kỳ thì sinh bé ra có bị đái tháo đường không ạ? Em xin được mời bác Linh chia sẻ đến bạn ạ. Câu hỏi này hình như nãy bác Kiều cũng có nói lần rồi. Người ta thấy rằng trên những người mẹ đó bị đái tháo đường thai kỳ thì em bé con sanh ra ngoài chuyện là nó nặng ký. Hoặc một số trường hợp nó sẽ nhỏ ký. Thì những cái bé này khi nó lớn lên á, nó sẽ tăng những nguy cơ về các cái bệnh về rối loạn chuyển hóa. Ví dụ nó thừa cân là nó dễ bị béo phì nè. Hoặc là nó sẽ có nguy cơ nó cũng tương lai nó có thể sẽ bị mắc đái tháo đường. Giống như chúng ta thấy cái yếu tố nguy cơ của mọi người dân trên đời này nè. Một trong những yếu tố nguy cơ mà mọi người có thể gặp phải đó chính là tiền căn gia đình có bị đái tháo đường. Thì cái bé này nếu như mẹ nó là đái tháo đường thì nó thuộc vô cái nhóm gọi là nguy cơ cao. Cho nên tương lai cái bạn này mình vẫn phải tiếp tục theo dõi bạn, vẫn phải coi cái sức khỏe bạn như thế nào, và chúng ta vẫn phải lưu ý đến vấn đề là có thể bị mắc đái tháo đường. Dạ, xin được cảm ơn câu trả lời của bác Linh ạ. Dạ bác Linh, bác Kiều ơi, cũng như là quý vị khán giả ơi, hiện tại thì vẫn đang nhận được rất là nhiều những cái câu hỏi của quý vị khán giả. Tuy nhiên thì thời lượng chương trình có hạn, cho nên là câu hỏi vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Và trước khi kết thúc chương trình thì bác Duy Linh và bác sĩ Kiều sẽ có đôi lời nhắn gửi đến quý mẹ bầu ạ. Em xin được mời bác Linh có đôi lời gửi đến quý mẹ bầu cho lời khuyên hoặc là một cái lời nhắn nhủ gì đó. Bác Linh cho một số lời khuyên là thứ nhất là chúng ta không nên ỷ y. Thật sự rất là cảnh giác. Tại vì sao? Tại vì cứ năm mẹ bầu đã có người bị đái tháo đường thai kỳ rồi. Chúng ta không ỷ y, đặc biệt là trên những người, trên những mẹ mà đã từng sanh con thai to nè, trên những mẹ đã từng bị sảy thai nhiều lần, hoặc là tiền căn gia đình, những người có yếu tố nguy cơ, hoặc là mẹ thừa cân vân, thì chúng ta không được ỷ y, nên đi khám sớm và tầm soát sớm, chứ không nhất thiết phải đợi 3 tháng giữa mới tầm soát. Lời khuyên thứ hai là nên vô trang web Phương Châu để coi các cái bài viết về cái chế độ ăn của đái trên bà mẹ bị đái tháo đường thai kỳ, cũng như chúng ta nên có kiến thức về cái chỉ số đường huyết của mỗi loại thức ăn để chúng ta tự điều chỉnh cho cái bản thân của mình cho nó tốt, để giúp cho mẹ và con có được một cái cuộc sanh gọi là mẹ tròn con vuông. Về những cái lời khuyên cho mẹ bầu thì khi mà trước chuẩn bị mang thai hoặc là đang mang thai mà có lo sợ về cái đái tháo đường thì mẹ cần phải, thứ nhất người phụ nữ mình cần phải giữ cái một cái tinh thần thoải mái, một cái cân nặng lý tưởng, hoặc là mình có cái chế độ luyện tập hoặc là ăn uống điều độ trước khi mang thai hoặc là khi mang thai luôn. Rồi khi mình mang thai thì mình nên tầm soát đái tháo đường sớm hoặc là khám thai từ những cái lần đầu tiên, là có thể mình sẽ khám sức khỏe trước khi mang thai, khi mang thai hoặc là khi tầm soát vào cái mốc khám thai định kỳ, mình sẽ tầm soát và tìm ra những cái biến chứng hoặc là những cái nguy cơ đái tháo đường sớm để bác sĩ có thể can thiệp và hỗ trợ bà bầu, những mẹ bầu để có một cái hành trình sanh được trải qua nó im đẹp và mẹ tròn con vuông. Dạ xin được cảm ơn bác Duy Linh và bác Kiều đã gửi đến những cái lời khuyên đến các mẹ bầu ạ. Và một lần nữa Hoàng Nhi xin được thay mặt những người thực hiện chương trình xin được cảm ơn bác Duy Linh và bác Kiều đã dành thời gian đến tham gia chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Và chương trình của chúng ta ngày hôm nay thì Hoàng Nhi tin chắc rằng là quý mẹ bầu cũng đã cảm thấy an tâm hơn và cũng đã có những cái nhìn đúng đắn hơn về cái việc mà mình theo dõi cơ thể của mẹ và thai nhi trong suốt thai kỳ của mình ạ. Nếu như quý vị còn có những thắc mắc thì hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại 1900 545 466 hoặc nhắn tin trực tiếp cho fanpage, chúng tôi sẽ giải đáp ngay lập tức ạ. Xin được trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.